Bên này có một cái đường tôi chưa đi vào, xem bên này có gì hay ho không. Bên này họ bán đồ bình thường phục vụ cho người dân đi đi rừng ấy, hoặc là làm ruộng. Đồ này chắc là đồ không phải đồ tự làm rồi. Không dám nói là đồ Trung Quốc. Thịt. Đi ngay về đây. Đồ này đồ bán đồ của người Mông này. Quần áo này. Bé đang ngủ ngon thế. Mà kệ mẹ cứ bán hàng, bé nó cứ ngủ. Đẹp thật đấy. Cái này may gì đây? Cái này đan thế này hả chị? À đan váy à? Mất thời gian trong một cái váy này bao nhiêu ngày xong? Một năm mới xong. Ôi ôi, các bạn để làm ra một cái váy này mà một năm 2 cái. Bây giờ làm nhanh thì 1 năm được 2 cái này, làm chậm thì 1 năm được 1 cái. Ôi rồi, thế bán cái này bao nhiêu tiền? À 2,5 triệu, 2,5 triệu mà dành công sức cả 1 năm mà làm cái này thì cũng đáng rồi. 1 năm mới làm được cái này. Và những người dân tộc Mông người ta sẽ sử dụng cái chỉ này để dệt thành cái này. Rồi, 1 năm 2,5 triệu các bạn nhá. Ai có nhu cầu lên đây mua nhá. 2,5 triệu so với công sức 1 năm thì cũng rẻ thôi, đắt lắm. À, đây là hai mẹ con đang bán hàng trên sinh hồ này. Ok. Tí nữa quay lại chụp ảnh hai mẹ con nhé. À, quay lại chụp ảnh.